Hy vọng rằng những lời khuyên trên sẽ giúp mọi người bảo vệ được đôi kính áp tròng cũng như được giữ được an toàn cho mắt, tránh gây những chảy xước hay những nguy cơ nhiễm trùng không đáng có. Thưa quý vị và các bạn, bệnh viêm não hay gặp ở trẻ trên 1 tuổi, gặp nhiều nhất ở trẻ từ 3 đến 15 tuổi. Bệnh thường xảy ra đột ngột, có trẻ đang khỏe mạnh bỗng dưng sốt cao, co giật dẫn đến lờ đờ, hôn mê trong từ 1 đến 3 ngày. Diễn biến bệnh nặng lên rất nhanh và đôi khi không rõ nguyên nhân. Chính vì vậy, việc hiểu biết về bệnh là vô cùng quan trọng đối với các bà mẹ. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về căn bệnh này trong một thầy thuốc trả lời ngày hôm nay. Nhưng trước tiên, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đoạn băng ngắn sau đây về bệnh viêm não ở trẻ. Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 4, tháng 5 là thời điểm bùng phát bệnh viêm não ở trẻ. Đây được xem là một bệnh cực kỳ nguy hiểm bởi những di chứng nặng nề của nó về tinh thần, sự phát triển nhận thức và trí tuệ của trẻ sau này. Điều đáng lo ngại là đôi khi những dấu hiệu của bệnh không rõ ràng, dễ trùng lặp với các bệnh thông thường khác như sốt, nôn chớ, đau đầu hay tiêu chảy. Điều đó khiến các bậc cha mẹ bỏ qua và đưa trẻ nhập viện khi tình trạng bệnh đã quá muộn. Hiện nay các vaccine phòng viêm não của trẻ đã có, tuy nhiên chưa hẳn trẻ nào cũng được tiêm phòng hay bậc cha mẹ nào cũng có ý thức tiêm phòng một cách đầy đủ. Chính vì vậy, tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã phải tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng bệnh đã quá trầm trọng, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc, trẻ không được cứu sống. Những hình ảnh vừa rồi đã vừa cho thấy bệnh viêm não là một bệnh rất nguy hiểm với nhiều biến chứng nặng nề. Để giúp quý vị và các bạn có thêm những kiến thức về căn bệnh này, chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Nhật An, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Trưởng Bộ Môn Nhi, Đại học Y Hà Nội. Lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Nhật An đã dành thời gian đến với chương trình Sống khỏe mỗi ngày ngày hôm nay. Và trước hết, xin Phó Giáo sư có thể cho các khán giả của chương trình được biết viêm não là một căn bệnh như thế nào? Trước hết có thể quan niệm là viêm não là một cái bệnh nguy hiểm ở hệ thống thần kinh trung ương. Căn nguyên thì do rất nhiều căn nguyên, nhưng mà căn nguyên chủ yếu của cái bệnh viêm não là do các nhiễm trùng. Và số 1 thì là các nhiễm trùng do virus. Bệnh cảnh của nó thì nó sẽ gây đến tình trạng viêm nhiễm phù nề ở trong tổ chức não và gây ra nhiều cái hậu quả, cái tình trạng bệnh rất là nặng. Chúng ta đều biết bệnh viêm não đối với trẻ em là một căn bệnh rất nguy hiểm. Nhưng cụ thể căn bệnh này nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe của trẻ em, thưa Phó Giáo sư? Cái viêm não tức là chúng ta hình dung tức là do cái tình trạng nó viêm phù nề ở trong tổ chức não. Mà tổ chức não thì nằm trong một cái hộp sọ. Vì vậy cho nên cái hàng đầu tiên nó sẽ gây những cái tình trạng tăng áp lực nội sọ. Phù nề trong đấy sẽ gây những cái tình trạng đau đầu, có thể làm cho cái tình trạng ức chế, hôn mê, co giật và rất nhiều các triệu chứng khác. Cái tình trạng này nếu kéo dài thì sẽ để lại những cái di chứng và thậm chí nặng hơn thì có thể là dẫn đến tử vong. Bởi vì nếu phù nề kéo dài, nếu tình trạng viêm kéo dài, nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng xuất huyết hoại tử tổ chức, xuất huyết tổ chức, thoái hóa các cái tổ chức trong não thì có thể tử vong hoặc là sẽ dẫn đến những cái di chứng rất là nặng nề. Vâng, như Phó Giáo sư cũng vừa cho biết về tình trạng trẻ bị bệnh viêm não ở nước ta hiện nay vẫn là ở một cái tỷ lệ cao. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến bệnh viêm não ở trẻ em ạ? Như chúng ta đã trao đổi thì căn nguyên viêm não có rất nhiều loại. Cái căn nguyên đầu tiên là do các bệnh nhiễm trùng, và nhiễm trùng hàng đầu thì là do các loại virus. Các virus hiện nay có thể nói là dẫn đầu ở tại Việt Nam, bởi vì thực ra các virus viêm não ở các vùng, các châu lục, các đất nước là khác nhau. Nhưng đối với Việt Nam hiện nay, ba cái căn nguyên hàng đầu mà gây viêm não ở trẻ em, đấy là một là viêm não do virus herpes, hai là viêm não do virus đường ruột, đặc biệt là virus đường ruột EV71, và căn nguyên thứ ba là viêm não Nhật Bản. Thì hiện nay với cái chương trình tiêm chủng bằng các cái vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản thì cái tỷ lệ viêm não Nhật Bản đã giảm xuống, nhưng vẫn còn, vì có lẽ là ở đâu đấy thì chúng ta vẫn chưa thực hiện tốt được cái chương trình tiêm chủng này, nhất là các vùng sâu vùng xa. Thế còn lại thì hiện nay chúng tôi như những năm gần đây thì nhận thấy là hàng đầu của cái virus gây viêm não đấy là do virus herpes, và hàng thứ hai là các cái virus đường ruột, mà đặc biệt là EV71. Ngoài ra thì còn nhiều cái loại virus khác có thể gây ra viêm não được. Nó ví dụ như sau sởi, sau bệnh rubella, thậm chí là có thể là những cái virus cúm hoặc là những cái virus
gọi là ít gặp hơn như là cytomegalovirus hay là Epstein-Barr virus, rất nhiều loại khác. Vâng. Thì căn nguyên virus là hàng đầu. Tất nhiên nó có thể do những căn nguyên vi khuẩn, rồi thậm chí là ký sinh trùng hay là nấm cũng có thể gây ra. Nhưng mà hàng đầu là căn nguyên do các loại virus. Vâng. Khi trẻ bị viêm não thì trẻ phải chịu rất là nhiều những ảnh hưởng về lâu dài, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, trí tuệ. Chính vì vậy mà tôi nghĩ là việc phát hiện sớm những cái dấu hiệu của bệnh là điều vô cùng quan trọng, để từ đó chúng ta sẽ có những cái lộ trình điều trị hợp lý và hiệu quả cho trẻ. Vậy khi trẻ bị viêm não thì sẽ có những biểu hiện, những dấu hiệu của bệnh như thế nào? Vâng. Cái biểu hiện đầu tiên của viêm não cấp là thường là đứa trẻ sẽ có tình trạng sốt. Rất nhiều trường hợp là sốt cao, nhưng mà cũng có những trường hợp là nó không phải sốt cao ngay từ đầu. Nhưng triệu chứng thứ hai chúng ta phải chú ý sớm, nếu là thường là đứa trẻ sẽ có biểu hiện đau đầu. Đau đầu nó, cái trẻ nhỏ thì nó không kêu được, nhưng mà nó sẽ có biểu hiện bằng quấy khóc. Thế mà chính từ cái đau đầu tăng áp lực ở trong sọ đấy, nó làm cho trẻ đau đầu và nó có rối loạn về tình trạng ý thức. Mà biểu hiện đầu tiên tức là nó có cái hành vi cư xử khác thường. Nói ví dụ như bình thường nó có thể là tập trung vào một cái gì đấy được, thì bây giờ nó không tập trung được. Hoặc là nó có những biểu hiện về mặt tâm lý khác thường. Thế còn nặng hơn, nếu mà để muộn hơn thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều các dấu hiệu nặng khác. Mà những dấu hiệu thường là được chúng ta để ý đến rất nhiều, và nhiều khi là các bậc cha mẹ không để ý thì đợi đến lúc ấy mới đưa cháu đến bệnh viện. Đấy là dấu hiệu co giật. Nhưng mà thực ra trước đấy đã có nhiều các dấu hiệu chúng ta có thể phát hiện sớm được. Vâng. Vậy cơ chế của bệnh viêm não khi mà tác động đến trẻ thì sẽ diễn biến theo một cơ chế như thế nào, thưa phó giáo sư? Cơ chế thì có thể nói một cách đơn giản hóa là như này. Một là khi viêm não có thể do các tác nhân gây bệnh, mà hàng đầu ở đây là các virus. Nó tác động trực tiếp, nó tổn thương trực tiếp vào các tế bào và tổ chức não. Đấy thì thường là những cái virus chúng ta vừa nêu ở trên thì nó gây ra tình trạng viêm não cấp. Nhưng cái thứ hai có một vai trò rất quan trọng của phản ứng miễn dịch của cơ thể. Thì từ cái hiện tượng vi nhiễm thì cơ thể nó sẽ sản xuất ra các kháng thể để chống lại các cái kháng nguyên của các tác nhân gây bệnh, cụ thể là các virus này. Thế nhưng mà rất không may là có thể vì một lý do nào đấy, cái này thì hay gặp, vì đấy là cũng nói lên cái lý do tại sao viêm não hay gặp ở trẻ nhỏ và có thể là người già, chứ người trưởng thành thì ít khi gặp. Do hệ miễn dịch nó không thật sự là khỏe mạnh hoặc là hoàn thiện, cho nên nó đã có cái hiện tượng nhận nhầm kháng nguyên của virus với những cái kháng nguyên mà có trong tổ chức não. Thì chính vì vậy cho nên là khi mà sinh ra kháng thể mà để chống lại với các cái tác nhân gây bệnh, với các virus đấy, thì có thể nó lại còn chống lại chính các tế bào thần kinh hoặc là các cái thành phần của tổ chức thần kinh. Ví dụ như cái tổ chức thành phần mà người ta rất lưu ý đấy là myelin. Trong viêm não thì rất nhiều trường hợp nó gây đến tình trạng là thoái hóa myelin, gọi là demyelination. Thì là cái hiện tượng mà rất nguy hiểm, nó gây ra tổn thương không phải trực tiếp do các tác nhân gây bệnh mà còn do miễn dịch của cơ thể. Vâng. Phó giáo sư cũng vừa cho biết về một số dấu hiệu để phát hiện ra bệnh viêm não, trong đó có những dấu hiệu chẳng hạn như là sốt hay là co giật hay là đau đầu, và những cái dấu hiệu này thì nó rất là dễ nhầm lẫn với các bệnh như là cúm hoặc sốt. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể chẩn đoán được chính xác các bệnh viêm não ạ? Vâng. Trước hết là mình phải đề cao cảnh giác đối với những trường hợp mà có tình trạng sốt mà kèm theo có rối loạn về mặt hành vi ứng xử, tri giác, thì chúng ta phải hết sức lưu ý và nên cho trẻ đi khám. Chứ còn thực ra để bố mẹ các cháu mà nhận biết được cái này là cái bất thường thì cũng không phải dễ. Thế thì khi đến khám thì chúng tôi sẽ có phát hiện được những dấu hiệu bất thường về mặt thần kinh khác. Thế còn không đợi cho đến lúc mà đứa trẻ có tình trạng co giật. Như vậy thì cái chú ý đầu tiên tức là nếu đứa trẻ sốt mà nó có tình trạng nôn ói này, tình trạng mệt mỏi, mất cái tập trung này, rồi là có thể là có tình trạng quấy khóc, đau đầu, thì chúng ta nên cho trẻ đến khám sớm. Thì đấy là những dấu hiệu chúng ta cần phải ít nhất là cảnh giác để phát hiện sớm nếu mà có viêm não. Còn tất nhiên có một số các cái trường hợp mà nhiễm virus thông thường nó cũng có thể gây cái tình trạng đấy, nhưng thường rất ít khi nó gây ra cái tình trạng đau đầu nhiều, tình trạng rối loạn về mặt tri giác hay là rối loạn về hành vi ứng xử. Và khi khám thì sẽ không phát hiện thấy các dấu hiệu về bất thường về mặt thần kinh, mà chỉ có các thầy thuốc mới phát hiện được. Người ta gọi đấy là các dấu hiệu thần kinh thực thể, mà có lẽ là chúng ta cũng không nên để nói cho phức tạp ở đây, vì cái đấy là phải các thầy thuốc mới có thể phát hiện được.
Chúng ta đã nói về nguyên nhân gây ra bệnh viêm não ở trẻ em, về các dấu hiệu để nhận biết bệnh. Vậy thì cụ thể khi mà nói về vấn đề điều trị, thì hiện nay bệnh viêm não ở trẻ em đang được điều trị như thế nào? Vâng. Cái hàng đầu như chúng tôi đã nói là điều trị đầu tiên là phải bảo đảm các chức năng sống. Ví dụ như đứa trẻ mà bị viêm não thì thường là sốt cao, co giật. Và co giật thì sẽ gây đến tình trạng ngừng thở, thiếu oxy não. Và thiếu oxy não có thể gây chết, và nếu không chết thì có thể gây di chứng rất nặng. Thế thì cái đầu tiên là chúng ta phải chữa các triệu chứng để làm thế nào cho đứa trẻ không chết được giật, để làm thế nào cho đứa trẻ không sốt nữa. Và chúng ta sẽ phải có chế độ chăm sóc, điều trị về toàn thân. Thế còn sau đó chúng ta sẽ tìm các căn nguyên để chúng ta có thể điều trị đặc hiệu theo căn nguyên. Nói ví dụ như một trong những căn nguyên hàng đầu hiện nay gây viêm não ở trẻ em đấy là do virus herpes, thì hiện nay đã có thuốc điều trị đặc hiệu như là aciclovir. Nhưng mà cái loại này thì cũng phải được điều trị sớm thì mới có hiệu quả. Còn tất nhiên tùy theo các căn nguyên khác, như chúng tôi cũng nói, vì viêm não không phải chỉ do virus, cũng có thể do vi